Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 30 tháng 11. Đô la Mỹ tiếp tục tăng. Cuối ngày 29 tháng 11, tỷ giá trung tâm USD trên VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.667 đồng trên USD. Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.840 đồng. Sáng ngày 30 tháng 11, tỷ giá USD trên VND tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 24.580 đến 24.850 đồng trên USD mua bán tại ngân hàng Việt Tim Bank là 24.545, 24.850 đồng trên USD mua, bán. Tại BIDV là 24.610, 24.850 đồng trên USD mua, bán. Cũng trong sáng nay, tỷ giá đồng euro tại Vietcombank là 24.994, 26.391 đồng trên EUR mua, bán. Việt kia biết 24.707, 25.997 đồng trên EUR mua, bán. BIDV niêm yết mức giá 25.233, 26.338 đồng trên EUR mua bán. Giá đô la Mỹ hôm nay tăng nhẹ so với phiên trước đó. Chỉ số Mỹ đô la Index DSI đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đạt bốc 106,8 điểm. 6h15 ngày 30 tháng 11 giờ Việt Nam. Chỉ số Mỹ đô la Index DSI đo lường biến động của đô la Mỹ với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,8 điểm, tăng 0,15 điểm tương đương 0,14%. Hiện 1 euro đổi 1,036 đô la Mỹ. 1 bảng Anh đổi 1,201 đô la Mỹ. 1 đô la Mỹ đổi 138,45 yên. 1 đô la Mỹ đổi 1,354 đô la Canada. 1 đô la Úc đổi 0,672 đô la Mỹ. 1 đô la Mỹ đổi 0,952 franc Thụy Sĩ. Các chuyên gia dự báo thị trường trong giai đoạn tới sẽ biến động mạnh khi nhiều số liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Đáng chú ý là báo cáo giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Fed, sẽ được công bố vào 1 trên 12 và báo cáo việc làm tháng 11 được thông báo sau đó một ngày là 2 phần 12. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 13 và 14, 12. Trong khi thị trường dự đoán khoảng 37% xác suất Fed sẽ tăng 75 điểm cơ bản. Các nhà giao dịch cũng đang định giá lãi suất quỹ của Fed sẽ đạt đỉnh 5,01% vào tháng 6. Trước khi giảm xuống mức 4,64% vào tháng 12 năm 2023, ở một diễn biến ngược lại, đồng euro giảm 0,15% so với đồng đô la Mỹ, giảm xuống còn 1,0324 đô la Mỹ. Đồng bạc xanh giảm 0,15% xuống còn 138,69 yên Nhật. Biến động của đồng đô la Mỹ đối với đồng yên Nhật có mối tương quan cao với chính sách lãi suất của Mỹ. Và đồng tiền của Nhật Bản đã được hưởng lợi khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất mạnh của Fed Dữ liệu được công bố hôm 29 tháng 11 cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào tháng 11, khi các hộ gia đình ít quan tâm đến việc chi tiêu cho các mặt hàng đắt đỏ trong 6 tháng tới. Trong bối cảnh lạm phát cao và chi phí vay tăng, ngoài ra, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát của khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào hôm nay 30 tháng 11. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde hôm 28 tháng 11 cho biết lạm phát khu vực đồng euro vẫn chưa đạt đỉnh và có nguy cơ thậm chí còn cao hơn hiện tại